Chào bạn Ben. Bây giờ các bạn khán giả đi. Ôi các bạn ơi, Ben này bảo bài chúc công an này. Chào chúc công an nhá, chúc công an ngày Tết đi làm nhiệm vụ à. Công an đá bóng à? Chúc công an để thử đá quả bóng nào. Lên đá quả bóng đi. Để bóng xuống. Ben đang coi làm nhiệm vụ đấy các bạn ạ. Muốn mà nghe chúng báo động là phải đi bắt kẻ trộm nhá. Rồi Ben cứ chơi đi. Trời ơi, chú công an này có bộ đẹp thế. Đấy, công an dùng đá đấy. Tìm cái trộm nào. Trộm nào đây, cái kẹo đây này nè. Đây cái trộm đây. Lùa. Qua cái trộm chạy vào bếp rồi. Đây đây. Cái trộm ăn cắp kẹo U3 làm đơ cái U3. Đâu rồi? Ngoài này có không? Không thấy đâu cả. Rồi đi, ố làm được hai kẹo U3 luôn. Rồi, chạy lấy tiếp, đang lấy đồ bàn cấp đồ của Ben nữa. Nhanh nào. Đâu rồi? U3 luôn. À, U3. Úi, cái đồ trước mặt đây này, tốt đây này. Bắt. Quá, cái đồ chết rồi, bắt cái đồ rồi. Giơ tay lên. Cái đồ giơ tay lên. Ố, cái đồ gắp hai bánh trưng nữa này. Đây, xem. Trời. Trộm cắp hai bánh trưng Ben ơi. Cắp cả cái gì nữa đây? Một thùng thùng gì đây? Thùng quà của Ben nhá. Một thùng trộm bê tông. À, trộm bê tông. Rồi bây giờ bắt cái trộm mở thùng đồ cho Ben xem là cái gì nhá. Rồi cái trộm mang đồ xuống đây mở nào. Bây giờ công an yêu cầu cái trộm mở thùng hàng đi. Mở cái này. À, mở áo ra cho em mở cái đồ mạng nào. À. Rồi, độ mở rồi, cắp cả bánh chưng này. Bánh chưng ngày Tết của Ben đó nha. Bánh chưng Tết à, bánh chưng. Ờ. Để nấu. Hai bánh chưng của Ben mà cũng ăn trộm mà. Để nấu bánh chưng. Đây, đây là quà của Ben đây. Để quần lên quốc. Có để có cho trong bê tông vỡ đường. Ờ, để xem quà có gì nha. Đây là thùng quà. Quà tặng của bê tông đổ đường. Ờ, quà tặng của Chiêu Ăn Tết 2019 Kỷ Hợi các bạn này. Đấy. Quà tặng Tết của kênh Bé Huyền Bé Ben nha. Rồi, tôi tuốt ra thôi. Tuốt dọc theo cái hộp ra, những cái hộp ra kiểu kia. Rồi. Cẩn thận. Đây, chúng ta có hai thùng quà. Wow, wow. Xem nào. Từ từ nào. Xem có một cái gì, lấy từ từ ra xem nào. Thiệp Tết 2019 xem bên trong là cái gì. Một
Đây bạn network mừng Xuân Kỷ Hợi các bạn nhá. Rồi. Một cây nữa. Rồi xem có những cái gì đâu nào. Đây, một bình rượu. Xem con nhìn kiểu rượu là rượu của nước ngoài. À, một chai rượu gì đây? Rượu Veda 2016. Rượu 750ml. Ờ, rồi. Cháu nó đổ. Ôi trời ơi. Thì tinh mà nó còn để mạnh thế. Xem tiếp đi, xem còn gì nào, ta để ra đây nha. Cái đây là một hộp sô cô la. Lấy hẳn ra. Thôi đừng có bóc rồi nữa. Còn cái dưới đây. Đây có bánh này, có bánh gì nữa kìa. Chocolate. Chocolate nè. Đây là một bánh. Xem bánh gì nào. Đây là bánh có nhiều hình. Đó, bánh Hàng Lucky. Đây quả. Ở đây có gì không nào? Rồi mở tiếp đi. Rồi các bác cái hộp tiếp theo. Hộp là xịn này chứ nó chỉ quả. Mốc. Đây là bánh kẹo. Bánh kẹo. Wow. Wow. Rồi. Wow. Để nó cho em cầm đi. Wow, một bánh kẹo. Một bánh ống, bánh ống. Bánh ống. Đây là một hộp kẹo đường. Dâu tây. Dâu tây. Còn đây là kẹo. Kẹo gì? Kẹo. Để em cho chị xem nào. Rồi bên xem xong con lấy. Chanh em làm khô, gì? Khô tây nữa. Nó khô, nó khô. Nó khô, còn nữa càng. Đây xem là nào? Chanh leo. Gì đây? À, chanh leo. Rồi. Bây giờ hậu quả rất đẹp đúng không? Các cái đồ này chúng ta phải để thắp hương ăn Tết rồi nhá. Thắp hương cúng ông bà tổ tiên thì chúng ta mới cùng ăn nhá. Được chưa? 250g. Không không ăn, không ăn, để thắp hương. Cho được ăn đâu bé nè. Cái này ta để ta thở đấy. Ta lấy mở ra ngửi, cái này nó có tem đóng mà. Đâu có bóc ra con. Mở mới mở được bé. Đừng có bóc, đừng có bóc. Đau tay. À, đau tay à? Rồi, như vậy đây là hôm nay chị em bóc một quà của chị đây. Chị Huyền, đọc nào. Đọc thư của Zero One nào. Công ty Zero One Network xin kính chúc quý đối tác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn quý đối tác đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. À, rồi. Vậy con cảm ơn công ty đi. Anh giải trí cho bé yêu. Anh giải trí cho bé yêu. Bé Huyền. Bé Huyền. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Zero One Network. À, công ty Zero One Network đã. Đã. Đã có phần quà gì? Đã có phần quà tặng cho. Quà Tết. Quà Tết tặng cho kênh mình. À, kênh giải trí cho bé yêu. Xin cảm ơn Zero One Network nhá. Cân lợi. Và chúng ta sẽ có đồ này thắp hương. À, bây giờ đây. Rồi đây là quà của Zero One trao này. Thay Huyền xếp lại đi. Xếp lại đi. Còn bánh trưng này là ngày Tết của nhà bé Huyền đang gói đấy. Đẹp đấy chứ nhờ. Ô, đây cả sô cô la nữa này. Đây. Đây. Ô, bên mở mất rồi. Rồi, hai chị em ăn kẹo Hopper đi. Đây, chị lấy. Có hai kẹo Hopper, ăn kẹo Hopper to kia kìa. Kẹo nhỏ đừng ăn nữa. Bên lấy kẹo to kia kìa, coi kìa. Kẹo to mét 8 kìa. Đây, kẹo khác. Đây, bây giờ hai chị em bóc kẹo Hopper nào. Kẹo này của nước nào đây? Của nước ngoài. À, của nước ngoài. Kinh ở bên này cũng biết chứ. Này của Thái Lan. Rồi bây giờ hai chị em ăn bánh Hopper đi. Em kẹo này vị gì? Vị dưa hấu. À, vị dưa hấu. Bé không ăn à? Bây giờ mình được ăn Hopper dưa hấu á. À, đây vị dưa hấu. Dài bao nhiêu? 1m8 à? Bóc ra xem nào, hạn dùng là tháng 14/12/2019. Tạo tặng đủ rất là dài. Cái này có ngon không? Đây bị vỡ một tí. Vỡ là do làm rơi. Wow. Bạn thấy chưa? Hai chị em ăn mất một đoạn. Dài mét 8 đấy. Ba ăn không? Thôi, cho em ăn đi.
Bên ăn ngon không? Bên ăn bên nhà bã rồi nhá. Nhai lúc nào hết ngọt thì nhả ra nhá. Trời ơi, bên là bên không được, không được nuốt bã đâu nhớ chưa. Nuốt là bị bệnh đấy. Ăn đấy dành cho em Hồng Liên và Phúc nữa nhá. Ăn ít thôi. Đây, mấy món quà cho ăn có đẹp không? Dù mình có thích ăn mà nhưng mà phải đưa lên bàn thờ cúng. Các cái này ta thờ Tết rồi nhá. Rồi hai ba bạn chào các bạn khán giả đi. Bye bye. Bye bye các bạn đi. Hẹn các bạn ở video mới nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh. Cho mình một like và share kênh của mình và em Bên. Đăng ký kênh Bên Huyền để xem video mới các bạn nhé. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ăn Tết gì nhà. Mình chúc các bạn năm mới. Năm mới ăn Tết vui vẻ. Ăn khang thịnh vượng. Tiền vô đây nhà. Học sinh thì phải chúc gì? Học sinh thì các bạn có con rồi, chúc các bạn học như nào? Bạn học giỏi à. Okay. Cuối năm lấy gì? Cuối năm lấy được giấy khen học sinh giỏi à. À đây. Để bố mẹ vui. Thế thôi, mình chúc nhé, chúc các bạn sức khỏe, các bạn nhận được nhiều tiền mừng tuổi nhá. Bye bye các bạn.